1001 câu chuyện. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh 1001 câu chuyện. Và câu chuyện ngày hôm nay xin được giới thiệu với các bạn đó là bộ sticker khổng lồ có giá 25.000 đồng. Ha, nó sẽ có là 2 tầng. Đó, có tổng cộng là tới 5 cô búp bê luôn nha. Đó, và chúng ta sẽ cùng thay đồ và cho các cô gái mặc đồ cũng như là sắp xếp quần áo cho bộ sticker này nha. Đây, bộ sticker rất là dễ thương, nhiều váy áo lắm luôn á. Bạn nào muốn mua thì hãy nhớ số điện thoại của shop BabyTV nha, 0937 899 707. Ta-da! Đầu tiên thì mình sẽ gỡ ra, đó, gỡ hai cái tầng ra. Đó, tầng thứ nhất thì rất là nhiều váy áo như thế này. Và đây chúng ta đang xem đó là cái tầng thứ nhất nhé. Chúng ta sẽ cùng xếp những cái chiếc váy xinh đẹp nhất. Đây, thang. Trời ơi, váy nè, cổ giống như lá sen. Và những cái này nè, đó, giống như là những nàng tiên lá và có vỏ sò rớt xuống nữa. Wow, và dưới đây nữa, và dưới đây nữa. Rồi, nếu như có chiếc váy này thì quá xinh luôn đúng không nào? Chúng ta sẽ xắt nó ở đây. Và tiếp theo, wow, một kiểu váy rất là lạ luôn nha các bạn ơi. Các bạn xem nè, có cái cổ vét luôn. Đó, cổ vét viền xuống như thế này. Và phía dưới là những lớp bèo nè. Rồi, xòe rộng ra. Có cả ngọc trai đính vòng vòng. Và có cả hình hoa hồng nữa. Ôi, chiếc váy cổ vét rất ít khi nào mà chúng ta có nha. Và bữa nay trong cái bộ này nó có luôn nè. Tiếp theo thì cũng là cái váy mà giống như ở phía trên này nè, nó cũng hình vỏ sò nhưng mà nhìn nó rất là đẹp luôn các bạn. Đó, nhìn cái váy này mình thấy thiết kế rất là độc đáo luôn nha. Phần màu xanh ở phía dưới rủ xuống giống như là rừng núi vậy đó. Ở phía trên là như là bầu trời màu xanh nước biển nè. Đó, màu xanh da trời đó. Rồi có nơ nữa, giống như là ông trời ổng đang vén cái rèm ra để thấy cả rừng núi bao la. Ôi, cái váy rất là xinh luôn như thế này nha. Tiếp theo thì là một chiếc váy Galaxy. Chiếc váy này chúng ta đã từng vẽ rồi, có bạn nào còn nhớ không ta? Đó, chiếc váy Galaxy chúng ta đã từng vẽ. Ở phía trên của nó rất là thích bởi vì nó nè, đó, có rất là nhiều hoa văn. Ở phía sau thì lại có phần bèo xòe. Đó, rất là công phu luôn nha. Đây, chúng ta sẽ xếp nó vào đây. Chiếc váy đi tìm công chúa đâu rồi? Và đây là một chiếc váy màu hồng rất là xinh. Có thật là nhiều nơ. Đây, các bạn, nơ đây. Và cả ren. Wow, trên áo lại còn có rất là nhiều hoa nữa nè. Xinh hay là xinh luôn. Ôi, nó làm giống như một cái khăn choàng qua vậy đó các bạn ơi. Đây nè, giống như là cái khăn quàng. Đó, rất là xinh. Ở phía trên thì lại còn có cả là vòng cổ đồ luôn nè. Quá tuyệt vời luôn cho bộ váy công chúa xinh đẹp này nha. Bạn nào thích thì đừng quên bấm like cho những bộ váy xinh đẹp này. Bây giờ thì mình sẽ xếp cho nó gọn lại để còn chỗ để chúng ta sẽ để những cái váy đẹp khác nha. Còn cái váy đuôi tôm này thì các bạn nghĩ sao? Vạt phía trước của nó là màu tím và phía sau màu hồng. Nó dài như thế này và có đính rất là nhiều hoa hồng. Phần cổ ở phía trên nhìn rất là thùy mị nha. Đó, có cổ, có tai, có dây gút nè. Đó, rất là... cái bộ váy này nó lạ ở cái chỗ gì các bạn biết không? Nè, nó làm những cái đường giống như là cái váy bị rách mà mình phải khâu lại đó. Nhưng thật ra nó là những đường trang trí nha, không phải là váy rách đâu nha. Đó, đừng hiểu lầm váy rách nha. Và bây giờ sẽ đến là tờ thứ hai nha. Cái tờ thứ nhất nè sẽ còn rất là nhiều cái váy nhỏ cũng như là những cái dụng cụ, nhưng mà mình sẽ để ở phần sau mình giới thiệu những cái váy nhỏ và những cái dụng cụ. Phần này quá nhiều váy đẹp cho nên mình muốn giới thiệu hết luôn những chiếc váy thật là to và đẹp như thế này. Đây, trời ơi, coi nè, quá xinh luôn đúng không? Váy màu xanh nhưng mà rất là kiêu kỳ ở những cái phần này nè. Đó, và có một viên ngọc thật to luôn. Trời ơi, ngọc gì mà to quá. Rồi, cái tay áo nữa nè. Rất là thích những cái loại tay áo như thế này luôn. Không biết là các bạn thấy như thế nào. Rồi, tiếp đến. Trời ơi, cái váy này nữa nè. Các bạn nghĩ sao? Ôi, cả một vườn hoa đã được mang vào trong chiếc váy. Đó, thiết kế thời trang là một nghệ thuật nha các bạn. Mình có thể đem váy vào, mình có thể đem đuôi công, ngọc trai, đại dương. Tất cả đều có thể vào trong đây. Hoa văn hoa cúc nè. Rồi, xíp ly nữa chứ. Đơn giản nhưng mà hả, đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ còn có những chiếc váy này. Đây, mới nói cánh chim xong. Có ngay một cái thiết kế cánh chim. Các bạn xem đây. Đây, ha, rõ ràng là cái cánh chim nè. Đó, và nó có hoa và nó có rất là nhiều cái này nữa. Thật là tuyệt vời. Bỏ ở đây nha. Rồi, chúng ta sẽ đến với mẫu váy này. Váy dài luôn. Nhưng mà đơn giản. Đó, thấy đơn giản nhưng không hề đơn giản. Váy này giống như là của những người Hy Lạp đó các bạn. Đó, nè, cái cổ phía trên như thế này. Đính nè, chéo ở ngay eo, sau đó xòe rủ xuống như là đuôi cá vậy đó. Thấy không? Rất là xinh luôn. Rồi, mình bỏ nó ở đây nha. Wow, chúng ta đã có được nhiều váy đẹp lắm rồi đó. Và vẫn còn đây, vẫn còn một chiếc váy cam. Đây các bạn xem, chiếc váy cam này á, kiểu dáng của nó á, là thường là những bạn búp bê á, những bạn búp bê mà khổng lồ á, là thường hay mặc lắm nha. Nè, ren nè, nhiều tầng và nhiều hoa. Đó, thấy không, rất là công phu luôn. Nhìn như là cái rèm cửa. Không phải đâu nha, nhưng mà nó rất là đẹp luôn á, kiểu rèm công chúa đó các bạn. Vừa có hoa vừa có lá nữa, rất là xinh nha. Bây giờ mình sẽ để nó ở đây ha. Chan chan.
Sau đó mình sẽ xếp nó lại cho thật là gọn như thế này. Ok, chúng ta đã có rất là nhiều váy. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nắm lại những nàng công chúa của chúng ta nha, những nàng búp bê dễ thương. Đầu tiên, bạn nào thích cô gái tóc xanh hai chùm? Xin chào các bạn nha. Mình có mấy tóc xanh rất là đặc biệt luôn. Tóc xanh lọn vòng nè và còn cột hai bên nữa. Mình sẽ đứng ở đây tắm nắng. Hello các bạn, còn mình thì là cô gái tóc hồng xoăn ngang vai, nhưng mà cái tóc của mình nó sẽ chuối dài về phía trước nè, phía sau thì nó ngắn hơn cho nó mát, và phía trước nó chuối ra như thế này. Mình cột lên ở phía trên một chút xíu và xõa tóc mái xuống rất là dễ thương đó. Bạn nào thích mình thì nhớ like cho mình nha, mình cũng sẽ vào đây để tắm nắng chung với bạn của mình luôn nè. Hello, xin chào các bạn. Còn bây giờ là tới tụi mình là phe tóc dài nha. Mình đầu tiên luôn, mình là cô gái tóc dài, tóc tím nè. Có ngọc trai ở trên đầu, tóc mình buộc cao và thả dài xuống như thế này. Kênh 101 đã từng vẽ mình rồi, các bạn nhớ không? Mình là cô gái tóc rất là dài như thế này. Và cũng chơi chung với những cô gái tóc ngắn này luôn. Mình cũng sẽ ra tắm nắng chung luôn như thế này nha. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Tóc dài thì cột được, tóc ngắn cũng cột được, tóc nào cũng cột hai chùm được. Đó, mình tóc dài nhưng mình cũng cột hai chùm được nè các bạn. Nhìn cũng rất là thùy mị dễ thương đúng không? Mình là team cô gái thùy mị nha. Đó, bạn nào mà thuộc nhóm cô gái thùy mị thì về với đội của mình. Tóc màu cam hết sức ngọt ngào, buộc hai bên nhìn rất dịu dàng nữ tính. Đã vậy mình còn có cái mái ngang nữa nè. Nhìn mình như một cây kẹo, bòn bon bòn bon. Ai thích mình thì nhớ like cho mình. Mình cũng ra đây tắm nắng luôn. Đó. Các bạn ơi, chào mình với. Mình cũng là team tóc dài, nhóm tóc dài nhưng mà không có dài lắm. Tóc của mình thì là có màu nâu, không được nổi bật như những người bạn của mình, nhưng nó có độ xoăn nhẹ. Các bạn xem này, nó có độ xoăn nhẹ hai bên như thế này, nhìn rất là thùy mị. Mình cũng có một cái mái ngang, tuy là không nổi bật nhưng các bạn hãy ngắm mình đi. Mình cũng ngọt ngào như là một thỏi sô-cô-la, càng ăn càng mê nha. Ai thích sô-cô-la và thích mái tóc nâu dịu dàng thì về với đội của mình, bấm like cho mình nhé. Và đây là vị trí phơi nắng của mình đây. Và bây giờ tụi mình sẽ thay đồ cho các bạn xem nha. Để các bạn xem thử coi bộ đồ nào và ai sẽ là người đẹp nhất. Tóc ngắn đẹp hơn hay là tóc dài đẹp hơn đây? Hồi nãy mình ra sau cùng thì bây giờ mình sẽ là người thay đồ đầu tiên. Mình được lựa đồ đầu tiên. Mình có mái tóc nâu và sự dịu dàng. Mình rất thích cái váy áo vest này, nó rất là lạ luôn. Đây, đây các bạn ơi, nó rất là lạ luôn nha. Bây giờ thì mình sẽ mặc vô xem nó có vừa với mình hay không nhé. Các bạn chú ý nè, mình sẽ mặc vô vừa khít ngay cái cổ, phần cái tay, trời ơi, ngay cái tay của mình luôn. Wow, các bạn xem cái váy thật là vừa với mình. Đây, yeah, mọi người thấy mình có đẹp không? Wow, thích quá. Ta-da, vậy tiếp theo thì cô gái ngọt ngào như kẹo bồng bon này sẽ đi lựa đồ đây. Hãy theo chân mình. Mình quá ngọt ngào, tóc mình màu cam và mình cũng thích một cái váy màu cam. Để mình lựa xem. Ở đây là váy hồng. Yeah, ở phía trên là một cái váy công chúa nè. Đây các bạn xem, cái váy cam này giống như là người ta thiết kế cho mình vậy đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ mặc thử xem nó có vừa với lại bạn tóc cam hay không nhé. Đây, cái áo này là áo bẹt vai, cho nên chúng ta sẽ cho nó thấp xuống dưới vai một chút xíu như thế này. Đó, wow, nhìn bạn ấy dễ thương quá đi, đúng không nào? La 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 la. Tiếp đến thì là mình trong phe tóc dài luôn. Mình có mái tóc tím dạ hội, cho nên mình phải cần có một bộ đồ dạ hội thật là lộng lẫy luôn. Mình sẽ chọn bộ đồ nào đây? Theo các bạn bộ đồ nào thì sẽ hợp với mình? Mình sẽ chọn nha. Đây, những bộ đồ này rất đẹp nhưng không phải là đồ dạ hội hoành tráng. Mình thích một bộ đồ dạ hội hoành tráng cơ. À, hay là mình sẽ chọn bộ khăn quàng này nhỉ? Đây, bộ khăn quàng này nè các bạn. Đó, nó còn có cả vòng cổ nè. Mình sẽ mặc thử vô xem sao nha. Ngay cổ luôn nè. Đây các bạn xem nha, chú ý nè. Đây các bạn chú ý nè, nó có cả vòng cổ rồi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đặt sát vô ngay phần cổ. Wow, và cái phần vai của nó rớt xuống rất là vừa vặn luôn. Wow, với chiếc váy này cô gái đã đi dạ hội được chưa mọi người ơi? Mình cảm thấy rất là thích luôn. Chinh chinh chinh, chờ nãy giờ cuối cùng thì cũng đã đến lượt mình lựa đồ rồi. Hên là các bạn đó không có mái tóc hồng, cho nên không ai lấy đồ màu hồng của mình hết. Yeah, có rất là nhiều đồ màu hồng để cho mình lựa chọn luôn nha các bạn ơi. Nhưng mà mình phải lựa chọn bộ nào đây ta? Bộ màu hồng này thì cũng đẹp, nhưng mình thích bộ cánh sen này nha. Đây là bộ cánh sen mà mình thích nè các bạn.
ta sẽ mặc thử nha. Đây các bạn xem bộ đồ cánh sen này, nó có hợp với mái tóc của mình không? Có vẻ như rất hợp. Nó là áo bẹt vai, cho nên chúng ta sẽ gắn ở trễ vai một chút xíu như thế này. Thấy không? Nó vừa kích phần vai, sau đó mình sẽ ịnh vô. Wow, và nó thật là vừa với cô gái luôn nè. Wow, các bạn xem nè. Ôi, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùng mà chẳng khôi tanh mùi bùng. Mình giống như một đóa sen hồng dễ thương. Và cuối cùng thì là mình đây, mình là tóc xanh đây. Xin chào mọi người nha. Mình có mái tóc xanh rất là ấn tượng, lại cột hai bên rất nhí nhảnh. Như vậy thì mình sẽ chọn bộ đồ nào để phù hợp với mình đây? Vừa phải năng động, dễ thương, lại xanh xanh, và nó ngộ nghĩnh một chút xíu, mình mới thích. Ôi, những bộ váy này là những bộ váy dạ hội, xem ra không hợp với mình. À, mình cảm thấy có một bộ đồ rất thích, đó là bộ đồ cánh chim. Đây, bộ đồ cánh chim nó cũng có màu xanh đó các bạn. Đây nè, thấy không? Đó, tóc mình màu xanh, cột hai bên, cánh chim màu xanh bay lên hai bên, và có màu xanh ở đây nữa, có vẻ là hợp với mình đó. Yeah, cái cổ của nó rất là rộng đây nhé. Nó sẽ lộ cái phần nơ của mình ở phía dưới rồi. Ôi, có vẻ như nó không hợp với mình các bạn à. Ôi, mình thật sự không may mắn khi chọn đồ. Nãy giờ ai chọn đồ cũng may mắn, tới phiên mình thì lại trúng cái áo này cổ quá rộng. Mình đành phải bỏ lại thôi. Bỏ lại ở đây nha. Tạm biệt chiếc áo này không hợp với mình. Như vậy thì mình phải mặc cái áo nào đây các bạn ơi? Mình phải mặc cái áo nào đây? Hay là mình sẽ chọn cái váy này đi. Đó, mình sẽ lấy cái váy này. Đây, cái váy này mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với mình. Nó cũng đơn giản, gọn gàng, cột hai bên giống như tóc của mình cột hai bên nè. Yeah, mình sẽ mặc thử nha. Hy vọng rằng là cái áo này nó sẽ vừa với mình. Cố gắng lên, cố gắng lên. Nào. Thật là may mắn các bạn ơi, cái áo này nó rất là vừa với mình luôn nè. Các bạn thấy như thế nào? Thấy mình có xinh đẹp không? Và bây giờ đã sắp xếp xong trở lại những chiếc váy và những cô gái đây nè các bạn ơi. Rất là xinh luôn như thế này nha. Chúng ta cùng ngắm. Đây ha. Đó, sô-cô-la, kẹo bồng bông, bầu trời xanh, mây hồng và tóc tím dài bồng bềnh. Những cô gái này ai cũng xinh đẹp hết đúng không nào? Và vẫn còn dư lại những chiếc váy ở phía trên này. Không biết các bạn đó mặc có đẹp hay không nhỉ? Đó, hãy cùng ngắm xem. Và bây giờ video thì cũng đã dài rồi, chúng ta sẽ cùng hô biến cho những cô gái sẽ thay đồ tương tự ha, trên đây xuống đây, đó xuống một lèo luôn ha, để xem coi là có xinh đẹp hay không, để bye bye các bạn nha. 1, 2, 2, 2 rưỡi và 3. Đây, tất cả những bộ đồ đã được dời xuống và thay vô rồi nè, các bạn thấy xinh đẹp không? Xin chào mọi người, kẹo bon bon và sô cô la đây. Tiếp theo, trời ơi, váy xanh mặc bộ này quá đẹp luôn. Wow, rồi đến tóc hồng. Trời ơi, tóc hồng mặc bộ đồ đỏ hoa nè. Rồi đến tóc tím. Ôi trời ơi, những bộ váy thật là lộng lẫy luôn. Các bạn hãy cùng ngắm một lần nữa trước khi chia tay nha. Bạn nào thích video thì nhớ bấm like cũng như đăng ký thành viên kênh 1 ngày lại 1 câu chuyện để cùng xem những bộ váy và những câu chuyện tiếp theo. Đó, trời ơi quá đẹp luôn nha. Đừng quên bấm like và chia sẻ ủng hộ nhé. Còn video đến đây thì là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video sau. Không biết là đợt đồ này với đợt đồ trước thì đợt đồ nào các bạn mặc đẹp hơn nhỉ?